Tức là em thấy bác ấy run tay này, em có thấy bác ấy run chân đi lại khó khăn, khó cử động hay là khó giữ thăng bằng không? Có anh ạ, bác ấy đi lại cũng khó khăn lắm. À, thì có thể là bác ấy đã bị bệnh Parkinson rồi đấy. Cái bệnh Parkinson đấy thì cái triệu chứng đặc biệt của nó ấy, đấy là run tay, run chân, khó cử động, khó vận động, đặc biệt ấy, là bệnh nhân rất là khó nuốt. Khi mà bác ấy đã bị mắc bệnh Parkinson rồi ấy, nếu mà để trong một thời gian dài mà không chữa ấy, thì rất có thể là sẽ dẫn tới hội chứng đấy là sa sút trí tuệ và mất trí nhớ đấy. Về cái nguyên nhân chính mà gây ra bệnh Parkinson đấy thì hiện nay các nhà khoa học cũng chưa tìm ra được nguyên nhân chính của nó là gì. Và khi mà nghiên cứu ấy, thì người ta chỉ thấy rằng là cái bệnh này nó liên quan tới một nhóm tế bào thần kinh sản xuất ra dopamine, và cái dopamine thì nó lại là một cái chất dẫn truyền thần kinh liên quan tới vận động. Do thiếu hụt dopamine thì cái bệnh Parkinson đấy, cái đặc trưng của nó sẽ bị run chân, run tay và khó nuốt, khó uống, khó giữ thăng bằng. Và cái cách duy nhất hiện nay để điều trị bệnh Parkinson ấy, đó là các bác ấy phải tuân thủ sử dụng thuốc theo đúng liều, đúng chỉ định của các bác sĩ để làm sao mà chúng ta hạn chế được cái sự tiến triển của bệnh Parkinson.